sống của một nhà thần bí. Rất nhiều người hiếu kỳ về các trải nghiệm thần bí. Nhiều người tuyên bố rằng họ đã có những trải nghiệm huyền bí dị thường và lấy đó làm bằng chứng chứng minh cho sự tiến hóa về tâm linh của họ. Trong kho từ vựng tâm linh của mọi người ngày nay có một từ rất phổ biến, đó là Samadhi, một hiện tượng được coi là chứng chỉ cho sự thành tựu về mặt thần bí. Samadhi là gì? Đó là một trạng thái thanh thản trong đó lý trí vượt ra khỏi chức năng phân biệt thông thường của mình. Điều này khiến cho cơ thể vật lý trở nên thả lỏng tới mức xuất hiện một khoảng cách giữa bạn và cơ thể của bạn. Có nhiều loại Samadhi khác nhau. Để cho dễ hiểu, người ta chia ra làm 8 loại. Trong số 8 loại này có hai nhóm lớn: Savikalpa, các Samadhi có các thuộc tính hoặc phẩm chất liên quan đến sự dễ chịu, hạnh phúc và cực lạc, và Nivikalpa, các Samadhi vượt ra khỏi phạm vi của sự dễ chịu và khó chịu, không có các thuộc tính hoặc phẩm chất. Trong trường hợp của nhóm Nivikalpa Samadhi, chỉ có một sự tiếp xúc với một điểm duy nhất của cơ thể, phần còn lại của năng lượng được tự do và không liên quan tới cơ thể vật lý. Những trạng thái này được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định nhằm giúp hành giả thiết lập được sự phân biệt giữa họ với cơ thể của họ. Samadhi là một bước tiến quan trọng trong quá trình tiến hóa tâm linh của con người, nhưng nó vẫn chưa phải là điều tối thượng. Trải nghiệm được một loại Samadhi nào đó không có nghĩa là bạn được giải thoát các chu kỳ của sự tồn tại. Nó chỉ là một cấp độ trải nghiệm mới mà thôi. Ngay còn nhỏ, bạn trải nghiệm cuộc sống theo một cách khác. Khi trưởng thành, bạn lại có các cấp độ trải nghiệm khác nhau. Bạn trải nghiệm cùng một đối tượng theo những cách hoàn toàn khác nhau tại những thời điểm khác nhau trong cuộc sống. Samadhi cũng giống như vậy. Một số người có thể tiến vào một cấp độ Samadhi nhất định và ở lại trong đó nhiều năm bởi vì ở đó rất thoải mái. Trong tình trạng này, không có không gian hay thời gian hay các vấn đề liên quan đến cơ thể bởi vì các rào cản vật lý và tâm lý đã được phá vỡ ở một mức độ nào đó. Nhưng điều này chỉ là tạm thời mà thôi. Ngay khi ra khỏi trạng thái này, tất cả các nhu cầu của cơ thể và các thói quen của tâm trí đều sẽ một lần nữa quay trở lại. Nhìn chung, so với một người tỉnh táo, người hơi say một chút sẽ có trải nghiệm hoàn toàn khác. Nhưng tới một lúc nào đó, tất cả mọi người đều phải trở lại mặt đất. Samadhi là một cách nâng cao trải nghiệm mà không cần đến bất kỳ hóa chất bên ngoài nào. Nếu bạn tiến vào những trạng thái Samadhi này, một phương diện mới sẽ mở ra cho bạn. Nhưng điều cốt yếu ở đây là nó không khiến cho bạn được chuyển hóa vĩnh viễn. Bạn vẫn chưa di chuyển sang một thực tế khác. Cấp độ trải nghiệm của bạn trở nên sâu sắc hơn, nhưng bạn chưa đạt được sự tự do tối thượng. Hầu hết những người đã giác ngộ đều không ở lại trong trạng thái Samadhi này. Sau khi giác ngộ, Đức Phật Cồ Đàm không ngồi thiền suốt hàng năm trời. Nhiều môn đồ của Ngài tham thiền nhập định suốt nhiều năm, nhưng bản thân Đức Phật không bao giờ làm điều này bởi vì hẳn là Ngài đã nhận thấy rằng nó không còn cần thiết đối với mình. Ngài đã tập luyện và trải nghiệm toàn bộ 8 loại Samadhi trước khi giác ngộ và sau đó Ngài từ bỏ chúng. Ngài nói đây không phải là thứ mình tìm kiếm. Ngài biết nó sẽ không đưa mình tới sự giác ngộ. Samadhi chỉ là một cấp độ trải nghiệm bậc cao, một loại ma túy nội tại có thể gây ảo giác mà không cần đến chất kích thích bên ngoài, và nó làm thay đổi các cấp độ nhận thức. Rủi ro nằm ở chỗ bạn có thể bị mắc kẹt ở đây bởi vì nó tốt đẹp hơn so với thực tế hiện tại. Nhưng như chúng ta đều biết, ngay cả những trải nghiệm tốt đẹp nhất cũng dần dần trở thành rào cản. Nếu bạn đặt ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của mình là sự giác ngộ, vậy thì tất cả những gì không giúp bạn tiến gần thêm một bước về hướng của sự tự do tối thượng đều là vô nghĩa. Giả sử bạn đang leo núi Everest, bạn sẽ không bước sang ngang bởi vì từng chút năng lượng đều cần thiết để giúp bạn lên tới đỉnh của ngọn núi này. Bây giờ, nếu bạn cần phải leo lên đỉnh núi cao của sự nhận thức, bạn sẽ cần đến từng chút năng lượng mà bạn có thể huy động được. Như vậy vẫn còn chưa đủ. Vì thế, bạn sẽ không muốn thực hiện bất kỳ hành động nào có thể khiến bạn phân tâm khỏi mục đích chính của mình. Có thể bạn đang băn khoăn, vậy sự giác ngộ này là gì? Suy cho cùng, tất cả những gì mà hầu hết mọi người tìm kiếm là sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng, tình yêu và thành công. Bạn có thực sự cần sự giác ngộ không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu vấn đề này theo cách đơn giản nhất có thể. Chẳng phải khi bạn hiểu rõ hơn về chiếc máy vi tính của mình, bạn sẽ có thể sử dụng nó hiệu quả hơn sao? Chẳng phải khả năng sử dụng một thiết bị hay công cụ tỷ lệ thuận trực tiếp với sự hiểu biết của bạn về nó hay sao? Chẳng phải một người khéo léo và giỏi chuyên môn có thể sử dụng một công cụ đơn giản như thực hiện một phép màu hay sao?
Bạn đã từng trông thấy ai cưỡi trên một tấm nhựa mà họ gọi nó là ván lướt sóng và làm ra những hành động phi thường hay chưa? Chỉ một tấm nhựa mà thôi, vậy mà họ có thể thực hiện được những hành động thể hiện sự nhanh nhẹn và khéo léo tuyệt vời. Tương tự như vậy, bạn càng hiểu rõ về cơ chế hoạt động của con người, cuộc sống của bạn càng trở nên giống như một phép màu. Nền văn hóa nào cũng xuất hiện một số ít người có thể thực hiện được những hành động khiến người khác tin tưởng vào phép màu. Tất cả những hành động được gọi là phép màu này, kỳ thực chỉ dựa trên khả năng tiếp cận sâu sắc hơn với sự sống mà chỉ một số người có được. Và như tôi đã nói rất nhiều lần, sự tiếp cận ấy là dành cho tất cả những người muốn nhìn sâu sắc hơn vào bản thân mình. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Hãy nhấn like và đăng ký kênh Nhân Sinh Quán.